Xin chào tất cả mọi người. Vừa rồi thì mình có hát một đoạn karaoke để test về chất âm của cặp loa bãi đến từ thương hiệu Timor, một thương hiệu âm thanh đến từ nước Pháp. Cặp loa này có model là MF15. Nó sở hữu cấu hình gồm một loa bát 40 và một chiếc kèn. Ở clip trước mình đã giới thiệu chi tiết về kiểu dáng hình thức thùng, nội thất bên trong của loa bát, loa chép và phần tần của cặp loa này. Và đây là tên thương hiệu của cặp loa Timor. Sở hữu một bát 40 của thương hiệu 18 sao và một chiếc kèn của thương hiệu BMC. Nội thất của cái dòng loa này rất là chất. Quý khách nào quan tâm đến phần nội thất của cặp loa này thì hãy vui lòng xem lại clip trước của bên mình. Ở đây là phía mặt sau. Các thông số. Thương hiệu Timor, dòng loa full Junger 2 đường tiếng. Model là MF15, có 2 đường kết nối để đi vào loa và một đường vào và một đường link ra một loa khác. Loa này được
sản xuất theo công nghệ của France, Pháp. Ở phía bên kia là một loa. Và vừa rồi thì mình có hát một đoạn karaoke để test về chất âm của cặp loa này. Thì hát karaoke với cặp loa này thì chất âm của nó rất là ngọt. Với cặp loa này thì quý khách có thể sử dụng để hát karaoke gia đình hoặc những anh em đi làm sự kiện thì có thể sử dụng cặp loa này. Cặp loa này thì có thể đứng để đứng làm loa full sử dụng trong gia đình hoặc đi làm sự kiện để đứng đều được, hoặc có thể để nghiêng theo chiều monitor để làm loa kiểm âm trên sân khấu. Ở số lượng cặp loa này thì mình có một cặp. Hình thức về kiểu dáng hình thức thùng của cặp loa này thì khá là đẹp. Và cặp loa này hiện tại bên mình đang giao bán với mức giá là 14 triệu đồng trên một cặp. Giá bán này thì đã bao gồm phí vận chuyển tận nhà cho quý khách, 14 triệu một cặp mọi người nhé. Sở hữu ủ loa bát và loa chép rất là chất đấy. À vâng, và quý khách nào có nhu cầu mua cái cặp loa này hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826 252 688, hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại Phố Lẻ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để xem và test về cặp loa này cũng như các thiết bị âm thanh karaoke khác. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video, và xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.